Hello, chúng quay trở lại với trò đấu thùng và đến với một preview của Gabo King với con bài đi Top. Ngày hôm nay sẽ là một kèo đấu khó, một kèo đấu gặp con đi Top tay dài anh em nhé và cùng xem Gabo King sẽ xử lý kèo như nào nào. Let's go. My heart and sword always for Demacia. Ok, đây là cao phụ của Gabo King với mức rank kim cương của máy chủ Hàn. Ngọc tái tổ hợp thì anh em xem trên màn hình sẽ là chinh phục hấp thu sinh mệnh huyền thoại gia tốc cùng với đốn hạ bằng phụ lẽ áo trang mây và máu lẹ anh em nhé chỉ số ngọc sẽ là sát thương thêm cùng với máu trực tiếp Phép bổ trợ sẽ là tốc biến cùng với thiêu đốt Và cùng xem sẽ là xử lý kèo mà gặp một con Raddy top Tay dài như vậy có CC Thì sẽ phải xử lý ra sao anh em nha Khởi đầu khiên Doran thôi Đối phương là một con tướng tay dài Có khả năng cấu rỉa mạnh với những đòn đánh tay Cần khiên Doran cùng với nội tại của Garen để phục hồi Và có thêm cả cái hấp thu sinh mệnh nữa Vừa vào thì phải sắp ừ. xếp lại lobby Nó hơi phiền một tí ha Dạo ở đây mình cũng cảm thấy rất là phiền Mỗi lần đánh ừ, rank lại phải ngồi đoạn sắp xếp lại Để đoạn đoạn so sánh đoạn CS đoạn các kiểu Dừng ván này là một Lee Sin anh em nhá Dừng giữa là Azir và boss ừ, sẽ là lulu cùng với dinh để xem xem là gặp raditop top thì có khó khăn gì hay không kèo này là một kèo mình nghĩ là khó đó. nhưng mà đến cái ngưỡng sức mạnh truy phản kích mình nghĩ là đánh được cái truy phản kích sẽ là công cụ để garen tiếp cận và khả năng cao ván này cũng sẽ phải cộng nhiều vào kỹ năng quy với kèo đấu tay dài thường thì những kèo đấu tay dài thì bắt buộc cho garen phải nâng càng nhiều điểm quy càng tốt để gia tăng thêm thời gian của cái kích thước. mà đi xin sóng âm vô ảnh cướp và rai mất tốc biến. Ngon anh em ơi. Nhưng mà Lee Sin và Azir đang bị lùa bởi Lucian, Jerry. Hạt thông nổ thì đưa Lee Sin về vị trí khá xấu và Lee Sin tốc biến được hay không ờ, có cả rail ở đây là khó rồi. Lee Sin tốc biến thì còn rail, Ray tốc biến theo và dừng đối <laughs> phương khả năng cao sẽ có chiến công đầu. Azir về được không ông? Lấy được cái tốc biến của Rai thì lại mất mạng của Lee Sin và thậm chí là Azir cũng không về được rồi. Nâng cái gì cấp 1 đánh với ra bây giờ? Nâng E đánh tay à hay làm gì đây? Đối phương có ngục cổ ngữ cấp độ 1. Xoay E đến từ Garen của Gabu và sát thương với 12 số chinh phục của một đánh tay và thiêu đốt. Cố gắng đổi mạng, tốc biến né EH hắc kim thuật và đổi mạng với ra phía bên kia. À, người đã không còn tốc biến nhưng mà sau đó thì cũng đi rồi. À hơi toang rồi. Mất bình máu và có được một mạng hạ gục để hướng tới cái giày thường thôi. Rai right, thì khả năng cao đã mất TP ở tình huống trước đó rồi Nhưng mà đối phương cũng có một mạng anh em nhá Và khả năng cao đối phương cũng sẽ có một cái giày thường đi ra Cả hai bên đều lên đường trên trễ và sẽ mất lính ở đây Với tình huống bị mất nhiều mạng như thế này thì đó là một khởi đầu rất thuận lợi dành cho rừng đối phương Một con Ray 201 ạ Nhưng mà tân lính có vẻ là đẹp ha Cả hai cùng có giày thường lên lại khu vực đường trên cấp một nâng E sẽ bán máu để à, xoay e ăn lính hay sẽ là một tình huống đánh tay thôi em đánh tay thôi anh em ạ nếu mà xoay e nó sẽ thành đợt lính đẩy anh em nhé mà kèo này đẩy trước với rai thì cũng rất là khó pha một pha xoay e với cấp độ 2 dành cho gabo đối phương cũng up level 2 rồi đánh tay quy và sau đó đánh tay với phun số chinh phục lấy được rất nhiều máu nhấp nhả đánh tay liên tục đến từ Gabo King tốt nha một tình huống chơi hit cấp độ 2 rất tốt đối phương level 2 nâng vào EW không có quy để có thể trả đam. Một tân lính có xe to và đang cố gắng phục hồi từ nội tại cùng với Kieran đến từ Gabu Nhưng mà không có phép bổ trợ để solo kill con ra phía bên kia cũng là khá khó anh em ạ. Chưa kể là tân lính này là một tân lính giữa len. Thậm chí nó đang có xu hướng đẩy đến từ Gabu nữa. Muốn giết đối phương phải băng trụ và băng trụ với sự hỗ trợ đến từ Lee Sin thì được. Còn không có Lee Sin mình nghĩ là cũng hơi khó tiếp tục núp bụi đây là cái trò của Garen một con tướng mà đặc trưng của nó núp bụi anh em nhé bật W để giảm thời gian đến từ cái ngục cổ ngữ và sau đó đánh tay liên tục tiếp tục đánh tay cấu gì ở chưa đủ sát thương rồi quy vào đổi mã hay không quy vào và sau đó thì đi ra với không có đắc thắng rồi ván này là hấp thu sinh mệnh anh em ạ đổi mạng với đối phương với một tân lính có phải là hơi xấu quyết định mua hai thanh dao găm để lấy thêm tốc đánh nhằm tối đa cái lượng sát thương đến từ kỹ năng e anh em nhé Lee Sin đang có mặt ở khu vực cánh trên còn Ray ở cánh dưới Rèo bắt choáng và Ray lại tiếp tục có mạng một vòng rừng mà Ray đã khởi đầu rất là xanh rồi dinh tốc biến có được mạng của hỗ trợ đối phương và kích tốc rút lui với cái hưng phấn của mình nhưng đang phải rút lui trong phần rừng của đối phương ạ tân lính khu vực đường trên sau khi đổi mạng đến từ gabo king nó không thực sự quá đẹp và chắc là vẫn kịp con xe to ha kịp kinh nghiệm thật lát hết chắc là không được rồi ok vẫn có kinh nghiệm con xe to để hướng tới cấp độ sáu ha Lee Sin thì đang ở cánh trên còn Rai ở level 3 nó sẽ có những tình huống này cấu gì liên đồng tục đồng bằng EQ. Quyết quy định xoay E và reset đợt lính đến từ Gabu King. Chấp nhận câu chuyện sẽ là bán máu ở đây. Và cấp độ 4 khả năng cao sẽ cộng vào 2 Q để lấy tốc độ di chuyển từ Q và tiếp cận. Lee Sin thì đã quyết định rút lui rồi. Quyết định đi proxy à? Proxy với 2 E. Ok, 2 E cùng với hai thanh dao găm. Proxy có vẻ là ổn ha. Quyết định không phải là PK với tướng đối phương mà là nâng vào 2E để có thể chặn lính và farm giữa hai trụ. Sau đó thì ở cấp độ 5 quyết định cộng vào 2 q 2 e chứ không phải là mắc E. Ở những cái tân lính như này rất khó để PK với Rai. Chưa có chiêu cuối để lấy sát thương dứt điểm nữa anh em. Nhưng mà tân này thì sợ là rừng đối phương đã về lên cánh trên nên là không proxy được thêm nữa. Tiếp tục là cái trò của Garen núp bụi để... Ơ <laughs> rừng oh, đối phương cánh dưới rồi. Rừng đối phương vừa lộ ở khu bãi chim rồi. Nút bụi để đánh bất ngờ với những cú quy Một pha đánh tay quy reset đánh tay Sau đó thì xoay e từ nhà đến trường với câm lặng Và Rai mất hơn nửa cây máu ạ Ồ ngon nha cứ đổi máu như này mình hồi máu từ nội tại cùng với Kiroran và cả cái hấp thu sinh mệnh nữa Còn Rai thì nó lại là con tướng rất kém về khả năng phục hồi Ngon ha Cái ki của kẻ này là phải nút bụi đánh ra anh em ạ Rai đang là người đẩy cao tân lính này chưa phải là tân lính lên level 6 dành cho Gabuki. Lee Sin thì đang ăn sâu lượt một khu vực cánh trên để gỡ kinh nghiệm rồi. Rai thực sự là spam hết cây mana mặc dù khởi đầu với nước mắt sớm. Xong lại còn có thêm cả Lam Ngọc nhưng mà Rai thực sự là không còn một giọt mana nào nữa cả để có thể đi đường với Gabo King Và với tình huống đối phương hết mana đi về thì quyết định của Gabo King là đẩy luôn. Xoay E đẩy luôn và sau đó thì chuẩn bị có cho mình cấp độ 6. Rai vẫn quyết định ở lại với những giọt mana cuối cùng à. Ly nhờ Đối phương ở lại và đánh tay ăn lính mà thôi Sẽ là một tên lính lên level 6 Dành cho Garen của Gabu King Lee Sin đang ping băng trụ rồi Thiêu đốt giữ chân đối phương lại Và sau đó thì xoay E để dọn lính có cho mình cấp độ 6 Lee Sin có mặt và Lee Sin cũng cấp độ 6 rồi Lee Sin có cấp độ 6 Và sẽ là một tình huống băng trụ mà thôi Dễ dàng mà thôi cầm lặng trước Sau đó thì Lee Sin sóng âm vô hình cước. Người có mạng là Lee Sin với địa chấn dư chấn và Quyết định về nhà với một k 2 đến từ Gabu King Thế tính ra kèo này cũng không phải là kèo khó ừ. ha Dày cuồng nộ cùng với thanh trường kiếm Thêm một thanh trường kiếm nữa Kèo này con Rai đầu trận nó cũng là một con tướng mà bị giới hạn rất nhiều về mặt năng lượng Và đối phương có spam hết cây mana để đẩy đường hay là cấu rỉa Mình cảm giác là cũng không thực sự làm khó được Garen với sự hồi cực kỳ khỏe Lee Sin có một pha nộ long cước Azir phân chia thiên hạ và Lee vét được thêm một mạng nữa khu đường giữa băng trụ đường trên Đấy, không tôi cần tôi đến trụ cuối của tôi cả Garen lẫn cả cả con Lee Sin và ra khu đường giữa thì Azir cùng với Lee Sin đã có mạng của Jerry gỡ lại một chút lợi thế sau khi đối phương có rất nhiều mạng đầu trận dành cho Gray và Rai đã có được một cái đá vĩnh hằng đây là một trang bị cộng năng lượng và cả máu nữa nên là nhìn máu con Rai hơi dày nhá với tình huống đang không có phép bổ trợ thiêu đốt mình nghĩ là không đủ sát thương với phun combo nhưng mà cùng chờ xem level 7 sẽ cộng vào QE anh em nhé W để có thể giảm đam cùng với giảm CC Sau đó thì kích cho mình một tình huống Q Nhưng mà Q không với được rồi Q hai điểm cảm giác là vẫn chưa với được vào Rai để anh em ạ Mất lính hơi nhiều Chắc là phải chờ đến cái trùy phản kích với thêm một chút làm chậm Hoặc là thêm một điểm cộng vào Q nữa Thì mới có thể có những pha đi bộ lên để câm lặng vào con Rai phía bên kia mặc dù đã có giày hai nhưng hai điểm cộng quy có vẻ là chưa đủ đối phương e quy để đường liên tục Đây giờ cấp độ 7 đã có điểm cộng thứ ba đến từ uh, kỹ năng quy rồi đối phương vừa mất ngủ cổ ngữ xong nhà mất ngủ cổ ngữ hả bạn cầm lặng xoay e từ nhà đến trường với tốc đánh là cực kỳ cao và sau đó thì đánh tay đánh tay đánh tay phun số chinh phục nhấp nhả liên tục như chưa chạm được vào ra phía bên kia bật quy lao lên nhưng mà đối phương đã vào tầm trụ mất giỏi một pha trao đổi máu đến từ cả hai bên đối phương có vẻ đã vào ngưỡng máu tử để có thể dứt điểm với tốc biến quy và xoay e chưa cuối Không à, có thiếu mà, đốt đúng anh đúng em nhé Rai thì uh, nó có dịch chuyển Nhưng mà đối phương quyết định là chưa về Tân này thì Gabukin cũng đang farm để hồi máu nội tại cái đã Lee Sin đang có mặt cánh trên và rừng đối phương cũng tương tự là như vậy Quyết định xoay e để có thể ăn lính đến từ Gabukin Vì quyết định là không onin in do đang không có thiếu đốt Và trong khi đó thì Rai đang phục hồi liên tục với cái đá vĩnh hằng. Ừ, mất máu hơi đó. nhiều rồi anh em ơi nếu như không có W mình nghĩ là không chơi hit được Nó bắt buộc phải là một tình huống W để cao tờ cái hiệu không chế của ngục cổ ngữ Khu vực đường dưới thì Dinh đã khá là yếu máu nhưng may mắn là chưa chết Và tôi nói hơi sớm rồi Double kill dành cho Lucian và chỉ có được một mạng dành cho Lulu mà thôi Thiếu đốt đã có lại rồi Đối phương mất ngục cổ ngữ rồi bật quy lao lên và đây là điểm cộng thứ ba đến từ quy cho phép gabo King tiếp cận xoay e và sau đó thì chiêu cuối đối phương trả đòn và sau đó thì đối phương quy flash các kiểu nhưng đó là sát thương thiêu đốt rút điểm được vị trí của rai phía bên kia solo kill dành cho garen của gabo King. cái nhìn thiêu đốt rút điểm đối phương cũng rất tốn thời gian và bắt buộc cho gabo King phải tốc biến để né đam quy đến từ rai phía bên kia rai xử lý cũng khá là cồng kềnh với cú quy flash nhìn cực kỳ đau mắt ạ à. đối phương tp trở lại nhưng mà có lee xin ở đây mình còn w để bết Đối phương vòng xoáy đông, không, đông, gian đông, tiếp cận nhưng mà có Lee Sin đứng sẵn và Rai <laughs> Quyết định Rai là không vào à? <laughs> Tỉnh đấy Có vẻ là vòng xoáy không gian nó cho tầm nhìn thì phải, không biết nữa Nhưng mà Rai quyết định là không rờ lên trong pha vừa rồi Rờ lên là chắc chắn ăn cầm lặng là không có đam anh em ạ Con Rai là con tướng ăn cầm lặng nó không có bất kỳ một lượng sát thương nào luôn Đánh tay thì không có bao nhiêu đam cả Là những pháp sư như Rai nó rất là ngại những con như kiểu là Soraka các bạn nó Kiểu như ăn một cái cầm lặng cái thành ra con tướng phế hẳn luôn 아, <laughs> 전복자 Lee Sin mặc dù không có chiêu cuối nhưng mà rõ ràng là Rai mà rờ lên pha đấy là xác định đi đấy. Garen câm lặng rồi Lee Sin sóng âm vô hình Để cứ các kiểu từ nhà đến trường rai, rai không có tốc đến chắc là đi. Đến lúc này thì, thì Gabo King đã bắt đầu có sát tôi thương nhưng mà vẫn chưa có chủy phản kích. mình nghĩ là chưa có đủ khả năng tiếp cận con Rai phía bên kia. Và bắt buộc phải đánh theo kiểu hai nhịp. Nhịp một đổi máu với đối phương, nhịp hai onin với chiêu cuối. Lee Sin đã có sâu vào ván đấu này là Lee Sin 6 sâu anh em nhá. Bot đang hơi toang rồi, chặn lính giữa hai trụ bị đối phương ngục cổ ngữ giữ chân lại. Có Lee Sin đánh láo luôn. Mặc dù đã không có chiêu cuối nhưng mà đánh cực kỳ láo giữa hai trụ đối phương khi mà Lee Sin đã vòng ra phía sau. Lee Sin đang có mặt và Rai có vẻ là biết điều này. Sẽ là một pha tiết kiệm kỹ năng à, xoay e để dọn lính nhưng mà đối phương thấy con Gare mất e vẫn không quyết định lao lên Lee Sin sóng âm trúng. R flash đến từ Lee Sin đánh rất căng luôn. Lee Sin bị ngục của ngữ hộ thể ra được tên Lee Sin. Sau đó là một tình huống xoay e sóng âm vội cướp, Lee Sin có mạng. uầy Mất một lớp khiên trụ không có tiền ở đây rồi. Nhưng mà khai thác được mạng của Rai giữa hai trụ thì top đối phương đang gọi là siêu thọt. Chết những cái mạng như này là những cái mạng mà không được farm lính luôn anh em nhé, rất là thọt luôn. Nhưng mà bot đang có vẻ là một tình huống gặp khó đến từ Dinh Gray có mặt và Gray lại tiếp tục có mạng rồi. Dừng đối phương xanh điên luôn anh em ạ. Đáp kill dành cho Gray. Lysin không đánh xuống cánh dưới được, đánh xuống cánh dưới kiểu 3 là sẽ thua có Ha Zia cũng đi luôn rồi. Nhưng mà với 6 sâu thì Gabo King đang bao trụ với tốc độ là cực kỳ nhanh, trụ một ta bản đồ sau 12 phút dành cho Gabo King. Có trụ trước cặp bot đối phương là ok rồi anh em ơi. Đây rồi, ngỡ sức mạnh chỉ phản kích đây rồi. Cần cái chỉ phản kích để tiếp cận con Rai anh em nhá. Các bạn thấy mặc dù đánh ở rank kim cương hàn thôi nhưng mà kỹ năng cá nhân người ta rất là cao. Ủa, ba thanh dao găm để tối ưu hóa cái tốc độ xoay e của Garen. Và đã và có điểm cộng thứ tư đến từ cái quy rồi bốn điểm cộng quy cùng với trùy phản kích Đây là những công cụ tiếp cận dành cho Gabu King Lee Sin sóng âm vô hình cước lao vào và có Ủa. mạng của Jerry Lee Sin à. đang quẩy rất ác Khu vực đường giữa thì Dinh có một à, pha lưu đạn ma hỏa khá hay Để ngắt được một cái hắc kim thuật và rút lui thành công Bật quy lao lên phản kích làm chậm câm lặng xoay e và sát thương bắt đầu nhiều với tốc độ đánh hiện tại và sau đó đối phương quyết định bỏ chạy không còn tốc biến chạy ngang qua trụ một hit từ trụ là quá nhiều lại có quy chạy đi đâu một cú cầm lặng và sau đó thì xoay e đối phương ngục cổ ngữ ngục cổ ngữ với chúng tôi chiều cuối luôn cho nó chắc solo kill dành cho gamu đó đấy cái ngữ sức mạnh này là bắt đầu kéo nó là kéo dễ luôn anh em ạ con rai cũng thọt và cánh dưới Lee Sin đang chuẩn bị băng trụ một con Lucian và cả Jerry nữa à Jerry có mạng của Azir còn Lee Sin giữ điểm thành công được Lucian và sau đó thì Giao tranh có vẻ đã tàn rồi né Gray ra một tí, anh em nhá dừng đối phương đang rất xanh Thái, luôn đó. Rail và Gray vừa khu vực giữa không bắt được dinh và xuống đường, đường dưới thì bắt được một con Lulu. Gagukin thì đã có chung một đường trên rồi. Quyết định đi cướp bùa đỏ của Gray phía bên kia và với rất nhiều tốc đánh thì các bạn thấy là cái lượng đam đến từ kỹ năng E này khi mà nó được xoay đi. tối đa thời gian nó cũng là rất lớn. Làm nhẹ con bùa đỏ ha nhưng mà đang trong thời gian hồi của chiêu cuối bây giờ cấp độ 11 cấp độ 11 cũng là một cấp độ rất là đột biến sát thương dành cho Garen với sát thương thêm đến từ chiêu cuối Rai ván này không đánh bằng tăng tốc pha mà đánh bằng chinh phục anh em ạ tưởng à, là đè được Garen nhưng mà lúc này thành một này. con Rai rất là phế rồi trưởng full combo nhưng mà cảm giác tôi là không tôi tôi ra đang mất máu một chút nhưng mà với cái nội tại Garen Đấy, tôi lúc tôi này tôi nó phục hồi rất là dễ anh nhưng mà cùng xem đấu hai sẽ mua cái gì anh em nhé Rai right, face check Rồi bật quy lao lên phản kích làm chậm Và sau đó thì cầm lặng xoay e cùng với Thiêu đốt nhưng mà có thêm Gray ở đây Gray xanh anh em ơi né anh em ơi Chạy được hay không Nhấp nhả liên tục bật quy cố gắng rút lui Và vòng xoáy không gian có thêm cả rail lách được tình huống Xuyên tâm kích nhưng mà <laughs> Kiểu thứ quá khó 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 khó, khó. <laughs> Dừng đối phương thấy mất bùa đỏ Cũng phải là hơi cay nó có vẻ sẽ là một cái ma vũ song kiếm ở món trang bị thứ hai một món trang bị giúp cho Garen có thêm lượng tốc đánh cực kỳ cao để xoay E liên tục Và E xoay càng nhanh thì nó lại càng tiếp cận đến cái khả năng trừ giáp nữa Đúng rồi, Bị đối phương quay 3 người và thấy là bị Mất mạng và tay đối phương với mạng shutdown hình như là 500 tiền Nhưng mà may mắn lúc này là đồng đội chưa bị đối phương áp lực mất con sứ giả cánh trên nhưng mà trụ đường trên đang bị hai thành viên đối phương tấn công và không biết là Azir có đép kịp cái tên này hay không. Azir lao lên với WEQ và đã có người phải tốc biến chạy đó chính là vị trí của Rai. Sau đó thì Gabu King quyết định ra khu đường giữa. Lucian thắng đường nhưng chưa ăn được trụ một khu đường dưới anh em nhé. Lucian một đồ rưỡi, Gabu King có một pha di chuyển ra với cấp độ 11. Dinh vừa bắn chiều cuối tốt rồi. Tốc biến lên và sau đó thì câm lặng xoay E có cần chiều cuối hay không cần chiều cuối để lấy mạng của Lucian. Mạng dành cho Gabu King nhưng mà Jerry vẫn còn E, đối phương lướt qua tường được xử lý rất cục xúc với tình huống đầu tư tốc biến để tiếp cận và với phản kích hai người câm lặng một cái xoay e thôi là thấy đam không nhờ vẫn cần chiêu cuối ở trong tình huống vừa rồi để lấy mạng Lucian vì đối phương có một cái lá chắn ừ xạ thủ ở cái meta này lại có lá chắn anh em ạ nếu như gặp xạ thủ cách đây meta khoảng chừng vài phiên bản thì nó sẽ là cái thanh tẩy Nên bây giờ thì đa phần xạ thủ sẽ đánh bằng lá chắn thôi nó sẽ tốn thêm một chút sát thương để Garen có thể tiếp cận và hạ sát những xạ thủ như Lucian Xuống đường dưới với 6 sâu thì các bạn thấy là sức đẩy lẻ của Garen ván này cũng rất tốt anh em nhé Và mặc dù đang gặp một con Ray cũng có phải là xanh phía bên kia nhưng mà né nó ra thôi Mình đi đẩy cánh gặp những con như Rai hay là Lucian hoặc là Jerry vẫn có thể xử lý được Những con như Rai hay là Jerry lúc này ăn full combo Garen chắc chắn là đi sau khi có được trụ một thì quyết định của Gabu là về nhà lấy ma vũ để xem xem là đầu ba có phải là một cây vô cực không anh em ừ. nhé Tốc đánh hiện tại mình nghĩ là ổn rồi Nhiều tốc đánh rồi Giày cùng nộ rồi thì Ma vũ song kiếm và cả cái trùy phản kích cũng có tốc đánh nữa Thì lượng tốc đánh hiện tại đã là một con Garen tốc độ xoay e rất là nhanh rồi Lulu di chuyển phay trách bị Lucian bắn mất máu là hơi nhiều Đang có một pha che chắn đến từ Gabo King Lucian tốc biến chạy được Chưa có chiêu cuối quyết định rút lui đến từ Gabo King mà thôi Lấy được tốc biến cùng với chiêu cuối của Lucian nhưng mà Lulu mất khổng lồ hóa và cũng mất máu là tương đối nhiều. Và đây là Tham Minh xuất hiện con rồng nguyên tố cánh dưới. Chiêu cuối đến từ Reo không hiệu quả. Vừa... Chiêu cuối Gabo kinh thì vừa hồi lại xong. Phân chia thiên hạ đến từ Asia đẩy Reo về và câm lặng xoay e Asia là người có mạng. Lee Sin hộ thể tốc biến sóng âm vội cước từ Lee Sin. Nộ Long cước Lee Sin trúng hai xa thủ đối phương lại còn hất đối phương về cái lưu đạn không chính xác là cái tên lửa đạn đạo nữa. Lee Sin kim cương hàn xử lý ác vậy. Oh. Chuyền banh quả ác quỷ luôn đấy Lucien đã mất tốc biến pha trước và không còn gì để chạy cả Chỉ có Ray 90 đang là một mối đe dọa đối với team Gabu King mà thôi Vừa có rồng vừa có cả mạ gục Tiếp tục đẩy cánh với sáu sông Nhưng mà cần người phòng ngự khu đứng trên anh em nhá Ừ, đánh đánh, đánh đánh. Rai đang có chuyện trường sinh và giấy thép gai và đối phương đánh 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 đang đánh có ý. định đẩy lẻ để không ăn đánh trụ đánh. khu vực đường trên của Gabo King. Quyết định là không ra ăn trụ với sáu sâu à? Lee Sin đã có dòng lửa. Rai đẩy xong thì quyết định là rút lui chứ không phải Dari là ăn trụ. Quyết định đứng cam Jerry. Jerry vừa mất một pha nhanh như điện sang bên phía bên kia bờ tường. Rồi, 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 rồi. Núp lùm là nghề của Garen. Bật quy lao lên với phản kích câm lặng say e. Chiều cuối thiếu một hit đánh và đó là một pha đẩy thiếu đốt vào luôn đến từ Gabo King để có mạng solo kill. Như đã nói thì cái kèo để cánh lúc này Rai hay là Jerry nó không phải là vấn đề anh em ạ Con nào bị đẩy cũng chết thôi Cánh trên đồng đội giao tranh cũng rất thành công Với tình huống đổi mạng đó là hai đổi ba Ngon anh em ơi Và với lượng tốc đánh này Thì Garen có thể bảo trụ cũng rất nhanh với 6 sâu Gray đang là người phải gánh team Khi mà các thành viên bên phía team 2 Đang lăn ra chết li lia Và đây sẽ là một trụ 700 dành cho Gabu King Ngon luôn về nhà với hơn 2k tiền Để xem sẽ mua cái gì đồ ba nào Chắc là làm nhẹ Ôi, Có reo à? Ờ... Ngoài reo ra còn ai không Thôi quyết định cứ rút về cho an toàn ha Lỡ mà có con rê ở đây cũng hơi phiền đấy 2k3 à 2k3 được hai mảnh vô cực đấy anh em Quyết định mua hai mảnh của súng hải tặc anh em ạ Súng hải tặc ở món trang bị thứ ba Khi mà thấy đội hình đối phương cũng có vẻ là khá mỏng Ừ lucian rồi jerry và gray là những con tướng máu nó rất là ít anh em nhé và với một cái súng hải tặc ở món trang bị thứ ba nó cũng là một trang bị trí mạng lúc này đã có sẵn một trang bị trí mạng đó chính là ma vũ rồi thì việc có thêm một cái súng hải tặc ở món trang bị thứ ba cũng rất là ok vô cùng thực ra nó vẫn là một trang bị ổn thỏa nó có rất nhiều sát thương nhưng mà nó đắt đỏ hơn một chút quyết định sẽ là xuống hải tặc ở món trang bị thứ ba đến từ gabo King. nó vẫn là một combo đi luôn một tướng đấy, anh em nhé đam garen tầm này là quá ảo rồi nhưng mà tỷ lệ chí mạng hiện tại đang chưa nhiều quyết định đứng cả một con jerry à có máy quét có mắt kiểm soát nhưng mà jerry đi đường khác rồi thôi thì nhiệm vụ của mình là cứ đẩy cánh thôi ha phần còn lại đủ khỏe để không mất baron anh em nhé thường những cái pha đẩy cánh như thế này mà không có tp thì rất dễ bị đối phương khai thác nhưng mà cánh trên Azir vừa chết xong có chứng mất baron anh em ơi cánh đẩy lẻ của tôi thoải mái luôn đấy hai bùa dưới chân bật quy lao lên phản kích làm chậm sau đó thì câm lặng xoay e còn chiêu cuối từ ga sát thương e là quá nhiều mày đi dễ luôn anh em ạ ừ, chưa nhưng mà hết lính rồi trụ bắn hơi đau nha ơ ơ ơ ơ ơ máu ạ về được hay không? Somebody help me. Somebody help me. Lucian tới với thành trường như tốc biến với áo trong mây và Gabo kinh sống được. Nhưng mà cánh trên Lee Sin và asia đã lan ra chết rồi. Nhưng mà các bạn thấy cánh để lẻ Garen này nó cực kỳ khỏe luôn. Tên lửa đạn đạo từ xa nó chỉ cản bấm bê về của Rai chứ không có mạng rồi. 21 phút đã có được món trang bị thứ ba đó là súng hải tặc. Thêm tỷ lệ trí mạng và thêm sát thương dành cho Garen mỗi lần tiếp cận và con Jerry đường giữa lúc này đi đẩy cánh không lại Garen nữa rồi con Jerry lần này chỉ bị câm lặng chúng là chết anh em nhé câm lặng chúng và sau đó thì xoay e với ba trang bị nhiều khi là không cần dùng chiêu cuối luôn anh em đối phương không có những cái nỏ tử thủ để chống lại khả năng sát, sát thương thì một combo là đi không nói nhiều tiếp tục đẩy cánh Hà lúc này chuyển lên khu vực cánh trên bản đồ và đường giữa đã có một pha phân chia thiên hạ đến từ Asia nhưng mà Lulu lại là người lên bảng mà không dùng kịp cái khổng lồ hóa Sau đó thì mất hai mạng khu vực đường giữa Đối phương đang có một cú TP về đến từ ai đó Chưa cuối chưa kịp hồi lại đến từ Gabu King Và đó là cú TP từ Rai Rai khoảng chừng gần 3k máu cũng nhiều ha Cầm lặng chí mạng sau đó thì xoay E nổ chí mạng liên tục Chiều cuối còn và đó là 1980 sát thương chuẩn Có quyền trượng đại thiên sứ và trượng trường sinh 10 số cũng chịu không nổi con Rai nhiều đây máu mà còn chết nữa thì những con như Jerry Lucian chắc chắn là đi thôi. Và thậm chí là không cần chiêu cuối. Nhưng mà đồng đội giao tranh thì sao ấy nhỉ? Dinh có mạng, Dinh có hưng phấn nhưng mà đối phương bắt đầu gỡ mạng của Lee Sin. Gray có được cú double kill, bật máy quét lên và quét thấy con Ray ở đây rồi. Cầm lặng xoay e đối phương bị cầm lặng không thể rút súng nhanh được oh. và đó là 1000 oh. tiền rồi Gabo Ồ. Oh. Bắt được rừng đối phương và đó là mạng một 1000 tiền và tránh luôn tình huống đối phương sẽ ăn Baron nhưng thực ra đối phương cũng đã chết tới hai người trước đó rồi khả năng baron cũng không phải là quá cao đó các bạn thấy tầm này là chỉ cần câm lặng chúng là đối phương sẽ không thể làm gì ngoại trừ đi bộ đối phương không dùng được spell không thể dùng kỹ năng được và thời gian cầm lặng với việc mắc quy nó là cực kỳ dài như đấy thời gian cầm lặng xoay e đủ thời gian cầm lặng là đối phương chết không cần chiều cuối luôn anh em đã có được cho mình đó là hai mảnh vô cực kiếm ở món trang bị thứ tư dành cho garen của gabuki Đúng tham minh dòng lửa xuất hiện thì có mặt tại khu cánh dưới với thời gian hồi chiêu của công lý đại đang còn lại khoảng chừng 10 giây. Làm nhanh con cua lấy tầm nhìn ha. Sau đó thì lựa những cái bụi nào mà không có tầm nhìn đối phương để núp anh em nhé. Một con tướng đúng là có cái trò núp bụi làm hòa nhưng mà đối phương vẫn bị bất ngờ. Đối phương quyết định bỏ rồng để đánh Baron à? Rồng đối phương ra không kịp rồi đang lựa góc vòng đến từ Gabo King và đã có rồng dành cho các thành viên bên phía team Gabo King. giao tranh diễn ra bật quy lao lên nhưng mà Ray đã rút rất nhanh phản kích câm lặng xoay e và đối phương lại còn quyền trượng đại thiên sứ chiêu cuối gỡ được mạng với 1986 sát thương chuẩn và sau đó thì Azir tốc biến phân chia thiên hạ bốn người đi chăng nữa cũng không có đam dứt điểm rồi. tìm oh. team hơi ít chống chịu và không có khổng lồ hóa của Lulu hỗ trợ khả năng chống chịu dành cho Gabo King khi mà bơi vào giữa đường đối phương và chỉ có thể đổi mạng với Ray và đó là mạng duy nhất ăn được ạ. Team Fai hơi lỏ rồi. Một con Ryan đổi được 4 mạng cho đối phương vẫn là một tình huống trao đổi rất có lời cho bên phía team 2 và khả năng cao sẽ mất thêm con Baron. Liệu rằng có một tình huống cướp Baron tới từ Lee Sin hay không? Lee Sin có một cái ngách di chuyển ra như đối phương cắm luôn có mắt lên bụi cỏ trạc ba và Lee Sin còn nộ long cước, Lee Sin sóng âm. Baron còn khoảng chừng 4.000 mấy máu. Lee Sin đang bị Jerry khắp góc và bắt buộc phải hộ thể chạy, chắc là bỏ Baron đẹp trụ tốt thôi. Ừ. Khó nhà, dình bắn chiều cuối cũng hơi trễ rồi. Căng đó anh em game này căng đó Còn Ray phía bên kia đang rất là xanh luôn Và nếu như giao tranh mà không bắt được nó thì nó Có khả năng triển khai rất nhiều sát thương Tính ra đội hình hai team đều thiếu chống chịu Nhưng mà bên phía bên kia thì ít nhất là còn có con Rail Nó mở trúng Garen là Đồng đội nó vào ram rất là dễ Và hướng lên trang bị này của Garen thì các bạn thấy là sức chống chịu của nó cũng đâu nhiều đâu Có 2 nghìn rưỡi máu à Giáp kháng phép không có Rai đã có cho mình một con giáp tay rồi nha một công cụ để câu thời gian thôi chứ còn đam garen đồng tổ đồng hồ cũng chẳng né được cái gì ấy một pha bật quy câm lặng xoay e và thế là đi <laughs> với thêm một chút đam hỗ trợ đến từ Lee Sin thì đúng là không cần chiêu cuối luôn này anh em này như đã nói thì một cái giáp Seeker nó cũng chẳng giải quyết được cái gì cả Lee Sin vừa có một pha nộ long cước đẩy được ray về nhưng mà ray bắn phát dinh đi luôn và Lee Sin có vẻ là gỡ được mạng rồi mà Lucian có mặt và Lee Sin gãy cánh trên thì bắt được một con không, không bắt được ai cả. cánh trên thì mất một con dinh thì đúng hơn là bắt được ai. khó rồi. tiếp tục đổi lỗ về mạng. Asia đang bị Jerry dí lên nhưng mà ừ, dí ai dí ai phải... mới là vấn đề. Jerry quá yếu và không solo lại so với Asia thậm chí còn mất tốc biến bỏ chạy. quyết định của Gavoking là tanh cho hai con lính còn lại nhưng mà đam ăn trụ có vẻ là không đủ. sáu sâu. sáu sâu có đủ hay không? nó có vẻ là đủ rồi. đợt lính tiếp theo đã tiếp cận nhưng mà đối phương đang đẩy vào thẳng mega khu đứng giữa. thôi thì quyết định mất megamit và có cho mình một cái megabot của đối phương ha. Thậm chí đường giữa đép được, Azir đang đép được Jerry không phải là một con tướng đủ khỏe để cản Gabu Nhưng mà có thêm con Rai vòng xoáy không gian thì sao Đánh tay xoay E và sát thương đến từ E là cực kỳ nhiều Chiêu cuối nhưng sát thương là chưa đủ vì đối phương còn quyền trượng Cũng không có cầm lặng cho pha vừa rồi Đối phương cũng còn đồng hồ nữa nên quyết định là chạy thôi Tên lửa đã đạo từ xa nó có phải là trúng nhưng sát thương là không đủ đến từ Dinh Đối phương bị vỡ quyền trượng thôi chưa chết Tiền đang cầm đó là 2k3 rồi Quyết định bật máy quét để bắt Jerry nhưng có gray ở đây té thôi Rồi chùm cuối đấy Ôi! cầm lăng xoay e và đủ đam hay không không đủ đam à, rồi không có chiều cuối rồi. anh em ơi chưa có vô cực kịp hai k ba tiền đang cầm trên người nên là chưa đủ sát thương để giết con ray phía bên kia pha vừa rồi mà có vô cực ha mình nghĩ là quy xong xoay e tầm 2 giây là con ray lăn ra chết đó pha này thì đã có được vô cực kiếm cùng với thêm một cái song kiếm vàng ủa song kiếm vàng lên thêm cái gì nhờ đại bác à anh em cái Navori dành cho Garen mình nghĩ là nó không hợp lý uh, Nó cũng không phải là một cái trang bị Thực ra chỉ số của nó thì ok thôi Nhưng mà cái nội tại của cái Navori thực ra là Garen nó khó kích hoạt lắm Kiểu cái E nó không phải là một cái đòn đánh ấy các bạn Nó không kích hoạt được nội tại của Navori ừ. Đại bác gia tăng tầm đánh dành cho Q thì sao? Ngon mà. ha Lấy thêm tỷ lệ trí mạng anh em ạ Lúc này thì đang là con số 90% rồi Azir vừa có một phát phân trên thiên hạ nhưng mà không ai đón cả Dinh không có góc bắn chiêu cuối mất rồi Nỗ lực đến từ AZ khiến cho AZ nằm xuống mất chiều cuối và đối phương đang tận dụng Lợi thế về người để đẩy thẳng vào trụ hai nhưng mà lính đã hết Đối phương có một người TP ra khu đường giữa kìa Reo đang đứng dình sẵn trong khu bụi cỏ Jerry vừa mất TP ra khu vực đường giữa đối phương cũng chỉ có bốn người Lee Sin insect thành công dừng đối phương về Ray mất máu rất nhiều và Lee Sin vừa lập công với tình huống hạ sát thành công người chơi dừng đối phương người xanh nhất đối phương lên bản điểm số thì còn ai ở đây để chơi đây bật quy lao lên phản kích làm chậm câm lặng xoay e và sau đó thì đối phương còn quyền trượng xoay e chết Lucian sau đó tốc biến đi Jerry đã đến và đó là double kill dành cho Jerry hỏng rồi bắt ừ. chết con Ray và ừ. Gabu chỉ có mạng của Lucian thôi đối phương còn quyền trượng và không dứt điểm được con Ra phía bên kia với thiếu đốt với chú cuối rồi Um, vẫn đổi hơi lỗ ha. Rai đang bị cản bấm B về rồi. Đam sau vô cực nó rất tốt nhưng mà chỉ đủ để xoay e chết con Lucian mà thôi. Di chuyển dấn lên với tốc độ di chuyển rất cao và đang bật máy quét để xem Rai có còn ở đây hay không. Rai về nhanh vậy. Dòng lửa sắp xuất hiện rồi anh em ơi. Đẩy cao khu vực đứng dưới với áp lực Mega để chuẩn bị cho con rồng này anh em nhé. Ô oh, Rai chưa về à? Phản kích giữa chân đối phương lại đánh tay chọc chọc chọc. <laughs> đòn chí mạng đây là buồn cười thật sự anh em th chọc liên tục vào đít con rai này <laughs> chọc 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 thông liên tục vào đít nhìn tốn thật sự nhìn mà thương cho con rai skin của faker anh em Đó, chọc chí mạng nhìn thấm thấm điên không cần chiều cuối không cần thiêu đốt đối phương cắm mắt phát hiện ra cái hô kinh ở đây rồi té thôi anh em ơi Đồng đội đang tới backup Và Asia đang bị mở Pha này thì hết quy rồi, Azir đang đồng hồ để cầu cứu đồng đội Nhưng mà Lulu chắc là tới không kịp Azir tốc biến được và Asia lao vào phân chia thế nào được Jerry Sau đó thì là một pha tiếp cận đến từ Gabo Kinh, Nhưng mà Jerry đã gãy rồi, cầm lặng xoay e Và cái máu con Rell nó tụt kìa Nó hẳn là một con tướng tanh ạ à. Tướng tanh gì cũng chết thôi anh em Tầm này thì tanh hay không tanh chúng, chúng sinh bình đẳng 670... Để con Karen ừ. ừ. tiếp cận là chết thôi anh em Đám ừ. quá rác rồi ừ. Rai chết và sau đó thì báo đồng đội mất luôn con rồng nguyên tố một con rồng lửa nữa dành cho team Gabo King và quyết định lên đao chất Navori thật à? Đao chất Navori. Cho các bạn xem cái tương tác của Garen với đao chất Navori nhé. Cái E của nó không được tính là nó đánh thường ấy, nó không 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 reset được hồi chiêu của cái Q và W. Phải này bật Q lao lên, sau đó thì xoay E và các bạn thấy là hồi chiêu của Q nó không được giảm anh em ạ. Cũng không mua dược phẩm chắc là tính lên đồ 6 à? Mình nghĩ là đại bác sẽ ngon hơn đấy. Nhưng mà chỉ số của Navori thì vẫn ok. Đây, đánh tay sẽ hồi cái quy nhưng mà e là không nhá nhưng mà lúc này là một trăm phần trăm trí mạng <laughs> Gray đang phạm uh, farm lính khu vực đường trên Gray bấm B về lỗi rồi Câm lặng say E và không cần chiêu cuối Không cần chiêu cuối một em ạ 100% tỷ lệ chí mạng mà Dam kìa Rai bị bắt lẻ và sau đó thì Gray người gánh team cũng đã chết ở trụ hai khu vực đường trên Dam Garen cần ác quỷ thật sự Ván này thì không cần Dominic Vì đối phương cũng không có những con tướng lên quá là nhiều giáp đối phương chỉ có máu thôi anh em ạ jerry làm cái gì đây phản kích trượt rồi phản kích trượt thì không tiếp cận được con jerry phía bên kia để cầm lặng về lấy đồ 6 hay là end game luôn nhở mình nghĩ là end ba mega được á 3 mega trước khi end game là ok thật ra đêm số của ray cùng với ry đang là rất lâu anh em nhé rồi 3 mega ngon luôn anh em ơi, sáu sâu end game luôn nhở năm đánh ba trong một khoảng thời gian ngắn sóng ngâm trúng đến từ lee sin nhưng mà lee sin chưa hồi r phân chia thiên hạ tốt đến từ Asia chiêu cuối theo và Jerry đang lướt qua cái nhà chính thì lên bản đếm số đẩy thiêu đốt vào và sau đó thì Dinh đang bắn như được mùa ở đây quét sạch và chiến thắng dành cho team Gamo nice sir. mà sao mà sao con Jerry làm gì có nhiều máu đến mức mà chiêu cuối Garen build gần này đam nhở phân chia thiên hạ và con Jerry chỉ còn tầm khoảng chừng một nghìn máu thôi chiêu cuối nó vẫn hiển thị đó là một nghìn hai nghìn một trăm tám mươi chuẩn kiểu như đam nó là nhiêu đấy thôi nhưng mà vào máu con Jerry nó chỉ tầm bốn năm trăm bởi vì là con Jerry nó hết máu rồi sau đó thì xoay e nhìn máu Nhìn nó nổ chí mạng đấy anh em này 100% mà Nổ chí mạng vào con reo rail của với Lucian nhìn đam không Chưa kịp mua cái phong kiếm Hoặc là cũng chưa kịp bán cái giày đi mua cái đồ khác Nhưng mà vẫn là chiến thắng dành cho team Gabo King Và đây được cái là gặp ông Lee Sin biết chơi ha Lee Sin đánh rất là tốt luôn anh em Rất là nhiều fight insect đẹp mắt và hiệu quả Cùng xem đam cuối game một tí ha Mức rank kim cương 3 đám cuối trận là 45.000 sát thương đến từ Garen của Gavoking với tỷ lệ thắng ác vậy 7-0 luôn ạ. À, cao phụ của Gavoking anh em nhé. À, đội hình thì cánh dưới có một con Azir hơi thọt một tí. À, Dinh thì đầu trận đi đường cũng hơi khổ. Nhưng mà phía bên kia thì có một con Ray cũng rất xanh chỉ là con Ray này. Không chịu nổi nhiệt kể cả con nỏ từ thủ các bạn thấy là chỉ cần câm lặng chúng xoay e là chết. Và còn không cần chu cuối để giết con Ray khi mà đã full đồ như này. Tôi không biết là khi mà con Garen này nó bán cái giày hoặc là nó nâng cấp thành cái phong kiếm hoặc là nó bán giày lên thêm một cái đồ mới ví dụ như là một cái thêm một đồ sát lực nữa như kiểu kiếm Mayumu thì sát thương của nó sẽ ra cỡ nào <laughs> Rai phía bên kia thì ván này cực kỳ tội luôn từ đi đường đã bị Lee Sin lên ganh sau đó thì bị Garen này nó giết liên tục mặc dù là cũng có sức chống chịu rất là tốt với quyền trượng cùng với trượng trường sinh và cũng có giáp nhưng mà chịu không nổi đặc biệt là con Zeri đi đường cánh lúc này là không thể đánh lại con Garen anh em nhé. cảm ơn anh em rất là nhiều vẫn theo dõi một giao án của Gabu King một cái preview rất là cháy với 15 ma gục và 45 nghìn sát thương sau 31 phút với một kèo đấu gặp một con Ra đường trên một con tướng tay dài nó có vẻ là kèo này không khó lắm nếu mà xử lý tốt như là Gabu King những pha núp bụi đánh ngược trở ra cấu rỉa đối phương hai nhịp và sau đó thì từ lúc có chu cuối bắt đầu có thể đánh như vậy rồi còn sau khi có truy phản kích lại càng dễ anh em nhé hay còn lại anh em mình dõi khác trên kênh Văn Tùng và rất hy vọng anh em xem mà thấy hay thì đừng quên để lại những cái lượt like những lượt subscribe để ủng hộ channel YouTube Văn Tùng anh em nhé bye bye